Quất Sở Tiêu, ngũ AK nhiều scandal tình ái nhất lịch sử showbiz. Vào những ngày giữa tháng 4 năm 2020, giới giải trí Trung Quốc chấn động vì loạt scandal tình ái của các tài tử nổi tiếng như Trương Siêu, La Trí Tường, Quất Sở Tiêu. Trong đó, Quất Sở Tiêu là nghệ sĩ trẻ. Con đường sự nghiệp vừa bắt đầu nhưng đã bị vùi lấp bởi liên tục dính bê bối đời tư. Dẫu biết rằng những gì tốt đẹp mà thần tượng để lộ ra trước công chúng không phải tất cả con người của họ, nhưng những fan hâm mộ vẫn không khỏi thất vọng khi những scandal về nhân cách của thần tượng bị vạch trần. Trường hợp của sao nam Quất Sở Tiêu chính là như vậy. Từng đốn tim bao nhiêu cô gái qua hình tượng trai ngoan hay con nhà hoàng tộc trên màn ảnh, nhưng Quất Sở Tiêu cũng đã khiến từng ấy trái tim của cô gái tan vỡ khi bê bối đời tư với bạn gái bị phanh phui. Từ ngũ AK người gặp người thương đến gương mặt bạc tỷ phòng vé. Quất Sở Tiêu sinh ngày 28 tháng 12 năm 1994 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp khoa diễn xuất Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc, một trong những ngôi trường uy tín nhất đào tạo ra nhiều diễn viên hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ hiện nay. Quất Sở Tiêu là ngôi sao trẻ được đánh giá cao về diễn xuất. Quất Sở Tiêu sở hữu vẻ đẹp nam tính, mắt một mí đặc trưng, phong thái rắn giỏi, khác biệt hoàn toàn với phần lớn các mỹ nam có ngoại hình trắng trẻo thư sinh hiện nay. Nam diễn viên cũng rất phù hợp với màn ảnh rộng và được đánh giá là một mầm non điện ảnh đầy triển vọng. Sự nghiệp của nam diễn viên bắt đầu vào năm 2016 với vai diễn Trần Ngôn trong bộ phim Bạn của tôi, cô Trần Bạch Lộ. Vai diễn đầu tay này của Quất Sở Tiêu gây ấn tượng trong lòng khán giả với hình tượng một cậu ấm nhà giàu vô cùng si tình. Đây cũng là bàn đạp hoàn hảo cho sự nghiệp diễn xuất sau này của nam diễn viên. Tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng Quất Sở Tiêu có những thành tích rất đáng nể. Ở mảng truyền hình, anh đóng vai Ngũ AK Vĩnh Kỳ trong bộ phim tập hợp nhiều diễn viên tiếng tăm là Hậu Cung Như Ý Chuyện. Bên cạnh các đàn anh đàn chị lớn như Hoắc Kiến Hoa, Châu Tấn, Đồng Khiết, Trương Quân Ninh, Quất Sở Tiêu vẫn ghi được dấu ấn riêng. Trải qua biết bao biến cố, Vĩnh Kỳ vẫn luôn giữ được sơ tâm, bản chất lương thiện chưa bao giờ mất đi. Cũng chính vai diễn này mà Quất Sở Tiêu đã thu hút được sự chú ý của nhà sản xuất bộ phim điện ảnh Lưu Lạc Địa Cầu. Với vai nam chính Lưu Khải, Quất Sở Tiêu nhanh chóng trở thành gương mặt bạc tỷ phòng vé đại lục khi Lưu Lạc Địa Cầu mang về doanh thu cực khủng 2 tỷ nhân dân tệ chỉ sau 6 ngày ra rạp. Một vai diễn trai ngoan khác của Quất Sở Tiêu chính là ái tân Giác La Đa Nhĩ Cổn trong bộ phim Độc Bộ Thiên Hạ. Tính cách của nhân vật này cũng có điểm tương đồng với ngũ AK Vĩnh Kỳ, thông minh lanh lợi, trí dũng song toàn. Đã từng có tin đồn nam diễn viên sẽ đóng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Trường Ca Hành, nhưng sau đó Quất Sở Tiêu lại bị loại ra khỏi danh sách. Lý do của điều này được cho là vì anh chàng đã hủy hợp đồng với công ty quản lý cũ. Thế nhưng khán giả cho đến hiện tại lại vô cùng nhẹ nhõm vì Quất Sở Tiêu thật sự là một thỏi nam châm thị phi, đời tư đầy nghiệp vì scandal. Ở tuổi 26, sự nghiệp diễn xuất của Quất Sở Tiêu có thể xem là thành công rất lớn. Thế nhưng trái với hình tượng trai ngoan trên màn ảnh, Quất Sở Tiêu ở ngoài đời dính phải vô số những bê bối về tình ái, từ việc bạo hành cho tới ép tình cũ phá thai. Tất cả những thành công trong sự nghiệp của Quất Sở Tiêu cũng không đủ để giữ lại vị trí của anh trong lòng khán giả sau hàng loạt scandal này. Vào ngày 24 tháng 4, bạn gái cũ của Quất Sở Tiêu đã đăng đàn tố nam diễn viên có hành vi bạo dâm, hành hạ mình lên mạng xã hội. Cô cho biết Quất Sở Tiêu có sở thích bạo dâm, bắt bạn gái phải gọi mình là ngài hoặc chủ nhân. Không những thế, anh còn dùng dây sạc điện thoại đánh vào lưng cô rồi chụp ảnh lại làm kỷ niệm. Cô gái này còn cho biết tính chiếm hữu của Quất Sở Tiêu vô cùng cao. Ở thời điểm bắt đầu yêu, bạn gái vì tình cảm nên cố gắng học cách để lấy lòng nam diễn viên. Tuy nhiên mọi việc bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát khi Quất Sở Tiêu bắt cô phải quay clip tự hành hạ bản thân, nếu không thì sẽ bắt cô liếm bồn cầu hoặc nhốt vào lồng. Nam diễn viên còn có sở thích quan hệ tập thể, thích quen biết các cô gái nhiều tiền để tiêu tiền của họ. Trước đó, Quất Sở Tiêu dính tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên Vạn Tử Lân. Anh chàng đã ngay lập tức phủ nhận điều này. Chúng tôi không có hẹn hò, xin đừng chặn đứng đường tình duyên của con gái nhà người ta. Tuy nhiên, phía Vạn Tử Lân lại có bài đăng ám chỉ việc tình cũ dám chơi nhưng không dám chịu. Điều này càng khiến hình tượng của Quất Sở Tiêu trở nên xấu hơn trong mắt người hâm mộ. Cư dân mạng cho rằng Quất Sở Tiêu vì không muốn công khai tình cảm nên đã nói lời chia tay với Vạn Tử Lân ngay sau khi bị khui hình ảnh hẹn hò. Lời chia sẻ của nữ diễn viên họ Vạn khiến Quất Sở Tiêu bị chỉ trích dữ dội, anh bị gọi là kẻ hèn nhát, lăng nhăng, không dám chịu trách nhiệm. Quất Sở Tiêu là một điển hình của việc các ngôi sao trẻ khi được sống trong sự tung hô của công chúng đã không còn giữ được bản tính. Họ có những hành động ngông cuồng hoặc bước chân vào những con đường ăn chơi sa đọa. Không những thế, cánh paparazzi còn từng bắt gặp Quất Sở Tiêu đi cùng với hai cô gái khác nhau chỉ trong 24 giờ.
Có thể thấy, anh chàng không hề giấu giếm việc bản thân là trai hư đào hoa ngoài đời. Tưởng chừng mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng vào ngày 24 tháng 12 vừa qua, câu chuyện cha nam của Khuất Sở Tiêu lại tiếp tục nổi lên khi một cô bạn gái khác lên mạng tố cáo anh chàng. Cụ thể, tài khoản của cô gái này công khai chỉ trích Khuất Sở Tiêu vì bạo hành cô, còn bắt cô phá thai. Để thêm phần thuyết phục, cô này đã chụp ảnh siêu âm, ảnh mình bị bầm mắt và cả ảnh lưng của một người nam được cho là Khuất Sở Tiêu. Tuy nhiên, sau đó cũng chính cô này đã đăng dòng trạng thái mới để xác nhận lại việc bạo hành, bảo rằng đó là thành quả gây ra bởi người bạn của Khuất Sở Tiêu. Thế nhưng, chuyện cô bị tổn thất tinh thần và có thai thì vẫn bỏ ngỏ. Bên cạnh loạt bê bối cùng bạn gái, Khuất Sở Tiêu còn từng tuyên bố không cần fan, khiến fan club của anh phẫn nộ và đóng cửa hàng loạt. Ngoài ra, anh chàng còn hay phát ngôn gây tranh cãi, mạnh miệng về giới nghệ sĩ trong showbiz và kỳ thị đồng tính. Ở thời điểm hiện tại, Khuất Sở Tiêu vẫn còn đang là một nghệ sĩ đăng lên. Tuy nhiên, với hàng loạt những scandal gây mất điểm nghiêm trọng thế này, chắc chắn phải rất lâu sau Khuất Sở Tiêu mới có thể lấy lại hình ảnh của mình. Theo Sina, nếu Khuất Sở Tiêu thực sự chú tâm phát triển sự nghiệp và hạn chế những sở thích cá nhân, anh còn có thể tiến xa hơn trong giới giải trí, nơi đang khan hiếm những gương mặt vừa điển trai thu hút khán giả, vừa có diễn xuất làm hài lòng giới chuyên môn.